Mặt Phụ Hàng Hạ. Tác giả Đinh Mặc. Tập 7. Năm trước, Lâm Mặc Thần về nước đã mua một căn hộ ở Bắc Kinh bởi vì anh ta không thích ở trong nhà người khác. Căn hộ cách khu Quốc Mậu rất gần, đi 5 phút là đến nơi. Một căn hộ rộng rãi, 3 phòng, trong tòa nhà hơn 30 tầng, có thể quan sát phần lớn phong cảnh Bắc Kinh. Anh ta giỏi xã giao, nhưng không phải là người nhiệt tình. Sau khi tan làm nếu không có chuyện gì, cuộc sống của anh cũng rất đơn giản. Xuống lầu ăn một bữa cơm tây, về nhà tắm rửa, xem tin tức hoặc giải quyết công việc chưa làm xong. Thỉnh thoảng cũng xem phim. Hôm nay sau khi anh về nhà lại không có hứng thú làm việc, ngồi trong sofa nhìn ngọn đèn ngoài cửa sổ sáng rực, trong đầu hiện lên bộ dáng của Mộc Hàng Hạ. Sau khi chia tay ở thành phố Giang, anh rất ít khi nhớ tới cô, thỉnh thoảng nhớ tới cũng nhanh chóng ném ra sau đầu, nhưng cảm giác là một thứ rất kỳ diệu. Khi cô một lần nữa xuất hiện trước mặt, hai ngày nay anh thường xuyên nhớ tới cô, nhớ tới hôm qua cô đứng trong văn phòng, bộ dáng kiên định lại nhu nhược nhìn anh. Nhớ tới nụ cười ngọt ngào cô dành cho mỗi đồng nghiệp. Bộ dáng hai mắt cô tỏa sáng khi ăn trưa. Còn ngọn đèn anh nhìn chằm chằm xuất thần là vì hôm nay khi trở về khuôn mặt cô trở nên đỏ bừng. Anh suy nghĩ, có chút tự giễu nở nụ cười. Đứng dậy tắt đèn trở về giường nằm. Xe đi về hướng đông ra khỏi thành phố Bắc Kinh. Đồng ruộng và rừng cây trải dài, tươi tốt xanh biếc. Hàng Hạ mới phát hiện hóa ra bầu trời Bắc Kinh còn xanh hơn thành phố Giang. Lâm Mặc Thần lái chiếc Cayenne chạy trên đường quốc lộ rộng rãi. Trên xe ngoài Mộc Hàng Hạ còn có Trần Chi Đạt của bộ phận thiết kế và Phương Khôn của bộ phận vận hành. Hôm nay bọn họ đến nhà máy tham quan. Trên đường mọi người trò chuyện, không khí thoải mái. Xe tiến vào khu nhà máy. Hàng Hạ mới phát hiện nhà máy này của Lâm Mặc Thần không hề nhỏ. Ngẩng đầu nhìn nhà xưởng màu trắng, đứng sừng sững, sạch sẽ, chỉnh tề. Cô xuống xe đứng ngắm, Lâm Mặc Thần đi tới hỏi. Đang nhìn cái gì? Cô cảm thán. Lớn quá, Jason à, anh tính thành lập đế quốc trang phục sao? Mắt không hề tệ, theo tôi vào đi. Hôm nay ba người bọn họ đến đều có chuyện quan trọng. Chỉ có Hàng Hạ đến đây tham quan học tập thôi. Đi hơn một tiếng hết cả nhà máy, nhất là sau khi xem xong nhà kho và sản phẩm được chất đống chỉnh tề, cô đã thực sự có ý tưởng. Cô đã khá hiểu được con đường phong cách Lâm Mặc Thần muốn chạy theo. Đầu tiên, chất lượng quần áo ở nơi này đều rất tốt, nhất là vật liệu và chế tác. Tuyệt đối không có xuất hiện tình huống làm cẩu thả, trước đó anh ta khinh bỉ. Phong cách của anh ta vẫn giống như hàng hóa từng cung cấp cho Vĩnh Chính. Thời trang ngắn gọn, hào phóng. Giá cả chắc chắn đắt hơn so với những bộ quần áo bình thường cô nhìn thấy trong thành phố, nhưng cũng không đắt hơn quá nhiều. Dựa vào trực giác, Hàng Hạ cảm thấy hàng hóa này rất tốt, hơn nữa cũng không nghĩ ra được trên thị trường có nhãn hiệu nào có phong cách tương tự có thể cạnh tranh được. Khi trở lại phân xưởng chính, bọn Lâm Mặc Thần đều ở đó. Phương Khôn ngẩng đầu nhìn cô cười. Thế nào, sản phẩm của công ty chúng ta có phải rất tốt hay không? Vô cùng tốt, tôi nhìn là muốn mua. Hàng Hạ đáp. Lâm Mặc Thần đang nói chuyện với giám đốc sản xuất, ngẩng đầu liếc mắt nhìn cô. Cô có biết không, nhân viên như chúng ta có thể mua được chiết khấu chỉ còn 4% đấy. Cô xem có thích bộ nào thì chọn vài bộ đi. Chờ ngày khai trương, không chừng sẽ nhanh chóng bán hết, muốn cũng chả mua được. Thật sao? Vậy tôi cũng đi chọn đây. Mộc Hàng Hà động tâm nói. Phương Khôn cười nói với Lâm Mặc Thần. Jason, còn có cả anh nữa. Chúng tôi đã thương lượng xong rồi. Ngày khai trương tất cả mọi người phải mặc quần áo công ty. Anh là ông chủ, phải làm gương đấy. Lâm Mặc Thần đáp. Được. Nhìn về phía Mộc Hàng Hà. Đi chọn cho tôi hai bộ. Vâng, anh thích kiểu dáng nào? Cô là quản lý bộ phận thị trường. Tự mình chọn đi. Phương Khôn và Trần Chi Đạt ở bên cạnh đều nở nụ cười. Hàng Hạ nghĩ thầm. Tôi chưa từng chọn quần áo cho đàn ông. Suy nghĩ muốn chắc chắn một chút.
Anh mặc 180 à? Lâm Mặc Thần khẽ cười. Chẳng lẽ tôi mặc 170? Phương Khôn cười khúc khích, Trần Chi Đạt lấy tay che mặt. Lâm Tổng, anh đừng đả kích những người chưa được 170 như chúng tôi. Hàng Hạ không nhìn được cũng cười, nhìn về phía tầm mắt Lâm Mặc Thần. Trong ánh mắt tối đen trầm tĩnh của anh ta cũng có ý cười trong đó. Cô đi vào kho hàng phía sau chọn quần áo. Lâm Mặc Thần xử lý hết chuyện trong tay cũng lững thững đi qua. Từ xa đã thấy cô đứng trước đống quần áo cúi đầu chọn. Trong tay còn dắt chiếc áo polo nam. Lâm Mặc Thần nhìn lướt qua cũng không tồi. Sau đó nhìn thấy cô cầm mấy chiếc áo lót dành cho phụ nữ đi ra, cúi đầu hình như là đang chọn kiểu dáng. Ánh mắt Lâm Mặc Thần tốt, hai người cũng cách nhau không xa, cho nên anh ta dễ dàng nhìn thoáng qua thấy được tấm mát nhỏ 32B. Sau khi Hàng Hà chọn xong đồ bỏ vào trong túi ni lông, xoay người nhìn thấy Lâm Mặc Thần đột nhiên xuất hiện, hơi sửng sốt. Nhìn bộ dáng vẻ mặt lạnh nhạt của anh dường như không thấy gì, cô cũng thả lỏng, đưa bộ đồ nam đã chọn xong cho anh ta, hai người cùng đi ra khỏi kho hàng. Một Hàng Hà đến công ty đã được mấy ngày, nhưng chưa thấy Lâm Mặc Thần phái cô đi làm việc gì nghiêm chỉnh. Nhiều nhất chỉ mang cô chạy đi khắp nơi. Jason, anh xem, tôi là người duy nhất của bộ phận thị trường. Bên bộ phận nhân sự cũng không có hướng dẫn về vị trí công tác của tôi. Công việc này rốt cuộc phải làm gì? Lâm Mặc Thần hỏi lại cô. Cô còn chưa nghĩ ra ư? Hàng Hà hơi sửng sốt. Đây là lần đầu tiên cô cảm nhận được áp lực anh ta mang đến. Chưa. Cũng may hôm nay tâm tình Lâm Mặc Thần hình như không tồi, cũng không tiếp tục khắc khe với cô mà chỉ nói. Trước khi cô tới, trách nhiệm của bộ phận thị trường thực tế là do tôi đảm nhận. Nếu làm về thị trường, không biết xuống tay từ chỗ nào, thì trước hết đi quan sát thị trường. Hàng Hà suy nghĩ, gật đầu. Vâng. Hai người im lặng một lúc, cô mới lên tiếng. Vậy tôi chạy ra ngoài tìm hiểu thị trường. Có được chi trả chi phí giao thông không? Anh liếc cô. Được. Chi phí ăn trưa? Đều được. Anh ngắt lời cô. Hàng Hạ dâng một tiếng, nở nụ cười. Tuy nhiên, ngay cả Lâm Mặc Thần cũng không nghĩ tới 4 ngày tiếp theo, ngay cả bóng dáng của Mộc Hàng Hạ cũng không thấy đâu. Từ sáng đến tối, chưa từng đến công ty. Tới buổi chiều ngày thứ tư, anh ta gọi Phương Khôn ngồi bên cạnh cô vào văn phòng hỏi. Mộc Hàng Hạ đâu? Phương Khôn thấy sắc mặt anh không tốt, cẩn thận đáp. Tôi không biết, cô ấy không nói với tôi. Tối nay, sau khi Lâm Mặc Thần về nhà, sau khi xử lý xong công việc, nhìn ngọn đèn ngoài cửa sổ, lấy di động ra. Cô đang ở đâu? Hàng Hạ ở đầu dây bên kia đáp. Tôi ở công ty. Lâm Mặc Thần yên tĩnh trong phút chốc, giọng nói lạnh lùng. Mộc Hàng Hạ, tôi mời cô đến là làm việc cho tôi. Thân là quản lý, chẳng lẽ mỗi ngày không cần báo cáo tiến triển với ông chủ sao? Chẳng lẽ cô tính tự sinh tự diệt ở công ty tôi sao? Cô im lặng một lát đáp. Tôi biết rồi, xin lỗi Jason, tôi không có kinh nghiệm trong ngành này, sau này sẽ trao dồi. Hiện tại cô đang làm gì ở công ty? Lâm Mặc Thần lại hỏi. Tôi đang sắp xếp lại kết quả nghiên cứu mấy ngày nay, muốn làm thành báo cáo giao cho anh. Lâm Mặc Thần cúp máy. Bóng đêm đã rất sâu, trăng tròn tô điểm trên bầu trời, mây đen đã lùi xa canh giữ ở chung quanh. Lâm Mặc Thần đẩy cửa công ty ra, thấy trong căn phòng tối đen chỉ có ngọn đèn nhỏ ở trước bàn, tự như một hòn đảo nhỏ biệt lập. Còn cô ngồi đưa lưng về phía anh, chưa phát hiện ra. Lâm Mặc Thần cúi đầu nhìn đồng hồ. 11:50. Anh từ từ tới gần. Có lẽ là nửa đêm lạnh lẽo. Cô khẽ ho khan hai tiếng, vẫn nhìn chăm chăm màn hình, ngón tay lướt như bay trên bàn phím. Trên người cô có đắp một chiếc áo khoác, trên bàn ngoài đống tài liệu, còn đặt hộp thức ăn nhanh đã ăn xong. Cô vô cùng chuyên tâm, vững vàng đắm chìm trong công việc. Hình ảnh này thật quen thuộc, Lâm Mặc Thần nhớ tới chính mình từng như vậy. Khi vẫn còn ở Mỹ, anh ta mới tốt nghiệp đại học, là một con dao nhỏ thử thách thức gã khổng lồ ngành hoa quả New York.
Khi đối đầu kịch liệt nhất, công ty bị người ta cắt nước, cắt điện. Có công nhân bị đánh đưa vào bệnh viện, công ty cũng nhận được thư đe dọa. Lúc ấy, người đi theo anh gây dựng sự nghiệp, ít nhiều trong lòng đều hoảng sợ. Dù sao, anh cũng chỉ là thằng nhóc người qua mới tốt nghiệp, chưa có căn cơ gì. Khi đó, rất nhiều buổi tối, anh làm việc đến khuya. Một mình ngồi ở văn phòng, cũng là dưới ngọn đèn nhỏ, khoác áo lên vai. Hơn nữa, chuyện gì người nào cũng không để vào mắt. Anh đi đến sau lưng cô, dường như cô phát hiện được điều gì, từ từ quay đầu lại. Tay Lâm Mặc Thần đặt lên vai cô. Cô sợ tới mức toàn thân run lên. Anh thản nhiên cười. Quản cái gì? Sợ ông chủ kiểm tra sao? Đang giết cao kiến gì vậy? Tay anh ta vẫn còn đặt trên vai cô, không nặng, không nhẹ. Năm ngón tay thon dài. Cô thoáng nhìn, trong lòng như có cánh chim nhẹ nhàng vỗ qua. Cô nhìn màn hình đáp. Tôi có 3 kết luận nghiên cứu, nhưng có lẽ đã ở trong kế hoạch của anh rồi. Nói đi. Thứ nhất, tôi đã điều tra trên thị trường Bắc Kinh hiện nay, bao gồm các huyện lân cận. Mặc dù có mấy nhãn hiệu có phong cách giống chúng ta, nhưng không có đủ tầm ảnh hưởng trên thị trường. Hơn nữa, chất lượng không đồng đều, đồng thời còn bán cả những sản phẩm phong cách khác, giá cả hệ thống cũng hỗn loạn. Nói cách khác, phong cách giá cả, đối thủ có tầm ảnh hưởng với chúng ta tạm thời còn chưa xuất hiện. Tiếp tục đi. Xung quanh yên tĩnh, ánh sáng mông lung, chỉ có tiếng nói của hai người bọn họ, một hỏi, một đáp, có loại cảm giác trống trơn, vắng vẻ, không quá rõ ràng. Hằng Hà chỉ vào tấm bảng chi chít trên màn hình nói, thứ hai, đây là phong cách, giá cả, số liệu phân phối khách hàng chủ yếu của mấy nhãn hiệu tiêu biểu trong thành phố. Số liệu này bắt nguồn từ báo cáo phân tích sản xuất một số ngành và số liệu điều tra trước đó công ty chúng ta đã thực hiện. Có thể thấy được, nhãn hiệu trên thị trường trong nước được chia ra cao cấp, rất cao cấp thì giá cả cũng rất cao. Kinh doanh đa nhãn hiệu tầm trung thì toàn quần áo mặc ở nhà, không thời trang, chất lượng sản phẩm cũng chỉ miễn cưỡng, giá cả lại bán giống như chúng ta, thậm chí còn cao hơn. Nhãn hiệu tầm thấp thì càng không cần so sánh. Tuy nhiên, nhãn hiệu tầm trung mới là lớn nhất thị trường. Hơn nữa, chúng ta cần phải chú trọng vào thời trang. Quần áo từ hơn 100 đến mấy trăm tệ, thành phần tri thức, học sinh cũng sẽ mua. Chúng ta sẽ nhận được không gian lợi nhuận lớn nhất. Thứ ba, cô nhìn mặt cắt hình trên bàn làm việc. Tôi đã đến xem qua cửa hàng anh đang chuẩn bị. Nói thật, tôi rất bất ngờ. Cũng rất rung động. Tôi không nghĩ tới anh lại mở cửa hàng lớn như vậy. Thuê ở nơi tốt nhất, đắt nhất, nhưng trang trí lại đơn giản như vậy. Tôi không thể nói rõ được tốt ở chỗ nào, nhưng khi bước vào cảm thấy rất thoải mái, thân thiết, cũng rất mới mẻ. Hơn nữa, trang trí như vậy cũng tiết kiệm được rất nhiều chi phí. Một công đôi việc, đúng không? Hằng Hà quay đầu nhìn anh ta. Đôi mắt Lâm Mặc Thần yên tĩnh. Anh biết cô thông minh nhạy bén, nhưng toàn bộ trù tính của anh, sau khi cô xem xong ngành sản xuất, không ngờ là hiểu rõ toàn bộ. Cô nói nhiều như vậy, đối với tôi thật ra chỉ có một sách lược. Là cái gì? Không phải khi ở Nhạc Nhã cô đã nhìn thấu rồi sao? Hằng Hà nhất thời như lọt vào trong sương mù, hai người cách nhau rất gần. Anh lại đứng ở sau lưng cô. Cô dường như có thể cảm nhận được hơi thở trong ngực anh, trái tim cũng đập nhanh. Tôi không rõ. Anh đáp. Tất cả buôn bán, tất cả theo đuổi lợi ích. Người thắng cho tới bây giờ chỉ có một cách. Thành lập theo sản phẩm của cô, đến mục tiêu khách hàng của cô. Con đường ngắn nhất, chính xác nhất. Còn chưa hiểu sao, tôi chỉ sản xuất cho khách hàng mục tiêu của tôi. Hàng hóa cảm thấy hứng thú nhất hoặc là thiếu hụt nhất. Vị trí tôi mở cửa hàng là nơi bọn họ dễ nhìn thấy nhất. Tôi chọn cất vào kho hàng, cách trang trí để giảm bớt chi phí trung gian. Tôi làm tất cả những điều này chính là dùng khoảng cách ngắn nhất đưa sản phẩm chuẩn xác nhất đến tay khách hàng. Còn tôi ở giữa sẽ đạt được lợi ích lớn nhất. Lần cô suýt bán giải thành công ở Nhạc Nhã cũng không có gì khác với trước kia tôi bán hoa quả ở Mỹ. Cô sửng sốt, anh lại chăm chú nhìn cô. Lát sau, cô bỗng nhiên nở nụ cười, gật đầu. Hiểu rồi, tôi sẽ nhớ kỹ. Nói xong xoay người, cầm lấy bút và vở viết thật nhanh. Nụ cười trong mắt anh nhẹ nhàng xuất hiện.
Anh nhìn thấy sự rực rỡ, linh động trong đôi mắt cô. Nhìn chiếc cổ khi cô cúi xuống, đường nét trắng ngần sạch sẽ, còn có cảm giác mềm mại của trẻ con. Anh nâng tay lên, ngón tay khẽ chạm vào cổ cô. Cô hơi đờ người, cảm thấy tê dại như nước chảy. Từ chỗ ngón tay anh chạm vào lan tỏa ra khắp toàn thân. Cô vẫn không động đậy. Tiếng nói trầm thấp của Lâm Mặc Thần vang lên bên tai cô. Còn vấn đề gì không? Vâng, tôi đang xem lại. Bóng đêm và ánh sáng vấn vít bên hai người. Tất cả điều này trong màn đêm yên tĩnh thật là không tệ. Tuy vậy, trong đêm khuya, một góc thành phố to lớn, chỉ có hai người bọn họ dựa vào nhau gần như vậy. Tiếp tục bàn về lợi nhuận và trù tính, lộ ra giả tâm trong ý chí. Cảm giác này chân thực và gần gũi đến thế. Chương 23. Hè qua, thu đến, thời gian 2 tháng giống như ánh sáng nhanh chóng trôi qua. Hôm nay trời trong mát mẻ, Hằng Hà đứng dưới một gốc cây đại thụ bên đường cầm chai uống nước. Cách đó không xa là cảnh tượng náo nhiệt. Hôm nay là ngày Phong Thần khai trương cửa hàng thứ hai. Lúc này khách khứa đầy sảnh, ngoài cửa chất đầy lãng hoa, pháo giấy rực rỡ đầy đất. Di động của cô vang lên, nhìn thấy cái tên trên màn hình, cô lè lưỡi tiếp điện thoại. Hello, Jason. Ở đâu? Bên ngoài cửa hàng. Đang làm gì? Nghỉ ngơi một lát. Quả nhiên Lâm Mặc Thần ở đầu kia khẽ cười. Tôi làm lụng vất vả trong này, còn quản lý Mộc lại đang nghỉ ngơi. Vào đây. Vâng. Cô cúp điện thoại, đi vào trong cửa hàng. Tầng 2 có mấy văn phòng nhỏ. Mấy nhân viên cửa hàng chào hỏi cô. Quản lý Mộc, quản lý Mộc. Cô mỉm cười gật đầu, không giống như 2 tháng trước thẹn thùng câu nệ. Anh ngồi trong văn phòng, cầm trong tay chồng bản biểu báo cáo số liệu, đang nói chuyện với cửa hàng trưởng ở bên cạnh. Hôm nay anh mặc cả cây âu phục màu đen, áo sơ mi màu trắng bên trong, kết hợp với cà vạt màu đỏ, đồng hồ, giày da, không có chỗ nào mà không quý giá. Dáng dấp tùy ý ngồi ở chỗ kia, tỏa ra bầu không khí, khiến người khác cảm thấy bị áp lực. Hằng Hà đi qua, cửa hàng trưởng báo cáo xong, cười với Hằng Hà rồi đi. Anh ngẩng đầu nhìn cô. Cô chủ Mộc, đi vui vẻ ở nơi nào thế? Lão đại, tôi chỉ ra ngoài hít thở không khí thôi. Hằng Hà ngồi xuống bên cạnh anh, cầm lấy mấy bản số liệu, rồi lấy laptop ra, bắt đầu làm việc với anh. Số lượng W3, 11. Bán được 33 chiếc, size M và L nhiều nhất, 33%. Số liệu đồng nhất một cửa hàng. 43 chiếc, 45% size M, size L. So với hàng trong kho chiếm bao nhiêu? 40% đầy đủ, trong đó cần phải điều động 5 kiểu. Hai người, một hỏi một đáp, tốc độ rất nhanh. Bên ngoài cửa có nhân viên đi qua cũng không dám lớn tiếng, sợ ảnh hưởng tới bọn họ. Khuôn mặt cả hai đều chăm chú, rõ ràng là sự phối hợp này ăn ý 10 phần. Thực ra lúc đầu Hằng Hà không theo kịp tư duy và tốc độ tra cứu của Lâm Mặc Thần. Lần đầu tiên cô làm trợ thủ cho anh, tìm 10 phút trong máy tính cũng không tìm được. Lúc ấy, Lâm Mặc Thần cười lạnh nói, tôi mời đầu gỗ về sao? Lúc ấy cô không phục cãi lại. Hệ thống máy tính lớn như vậy, anh tưởng tìm một bản báo cáo số liệu trong đó dễ dàng như vậy sao? Anh chậm chậm nhìn cô, nói, tôi đã từng gặp mỗi một người quản lý thị trường xuất sắc. Ai cũng đều thuộc nằm lòng tất cả số liệu thị trường. Nếu không, cô cho rằng tại sao bọn họ có thể duy trì sự nhạy bén đối với thị trường vượt qua người thường được? Một Hằng Hà, cô không chịu cố gắng hết sức gì cả. Nói xong, anh cũng không nói gì với cô nữa. Lát sau, cô đến bên cạnh anh khẽ nói, Jason, tôi sai rồi, tôi thật hẹp hòi, cảm ơn anh đã chỉ bảo cho tôi. Anh liếc nhìn cô, vẻ mặt cô thành thật nhận sai. Hai người đối mặt một lát, tay anh khẽ chạm lên đầu cô. Cô ngơ ngác làm gì? Làm việc đi. Làm việc lâu, miệng cô đã hơi khô, liếc mắt nhìn chén trà bên cạnh trống rỗng. Giờ định cầm lấy đi rót nước, lại có một bàn tay cầm trước. Anh đứng lên, cầm trong tay hai chiếc chén, đi ra rót nước. Cô nhìn theo bóng dáng anh khom lưng lấy nước, trong lòng thoáng chốc tựa như bóng đêm ngoài cửa sổ, dịu dàng mà mơ hồ. Lâm Mặc Thần xoay người, ánh mắt hai người chạm nhau.
Đúng lúc này, cửa hàng trưởng và mấy vị quản lý khác đi vào cười nói. Jason, hôm nay khai trương thành công như vậy, có muốn tổ chức tiệc mừng không? Lâm Mặc Thần cũng cười. Được, mọi người chọn địa điểm đi. Tiếng hoan hô vang lên. Mọi người đi đến một nhà hàng hải sản đắt nhất gần đó. Không khí rất tốt, mọi người ăn uống cũng rất vui vẻ. Ngay cả Lâm Mặc Thần cũng uống không ít rượu, ngồi ở chỗ chủ vị, ánh mắt trong suốt, vẻ mặt hơi lười biếng. Ăn uống xong, mọi người vẫn còn chưa thỏa mãn, là hét muốn đi ca hát. Anh cũng vui vẻ đáp ứng. Mọi người đi KTV, thuê một gian phòng xa hoa, lại gọi một đống rượu và đồ ăn. Mấy cô gái hoạt bát dẫn đầu lên hát. Có người nói, ông chủ, anh cũng hát một bài cho mọi người nghe đi. Anh chỉ tựa vào sofa đáp, mọi người tự chơi đi. Tất nhiên không ai ép buộc anh ta nữa. Hà Hạ lấy miếng bỗng ném vào miệng. Thật ra cô rất thích ca hát, nhưng nhóm đồng nghiệp đối xử với cô rất tốt, nên cô không muốn phá hỏng không khí, bỏ đi. Cô không đi hát à? Lâm Mặc Thần ở bên cạnh hỏi, tiếng nói đã ngà ngà say. Hà Hạ lắc đầu. Khó nghe. Hà Hạ trừng mắt nhìn anh. Anh nở nụ cười. Anh cười cái gì? Không có gì. Nghĩ đến ở trong tình huống này, cô là một người vô cùng sôi nổi. Hà Hạ nhìn thấy ánh sáng lóe lên trong mắt anh, bỗng nhiên phát hiện không phải anh ta hơi say đấy chứ. Một lát sau, di động của anh vang lên như ẩn như hiện trong tiếng nhạc ồn ào. Trong tiếng nhạc ồn ào, anh tiếp điện thoại. Ừ, em đến Bắc Kinh. Anh và người của công ty đang ở bên ngoài. Được rồi, anh cho em địa chỉ. Buông điện thoại qua một lúc, anh gọi một nhân viên. Tiểu Dương, ra cửa đón người. Ông chủ, đón ai vậy? Trình Di Di, cô ấy nghe nói chúng ta tổ chức tiệc mừng, nên cũng muốn đến đây. Nhắc đến Trình Di Di, tất cả mọi người đều biết, bởi vì nhà cô ta là siêu thị Vĩnh Chính, khách hàng lớn của Phong Thần. Sản lượng hàng tháng của Phong Thần đều tiêu thụ trong nhiều cửa hàng của Vĩnh Chính. Hai tháng nay, Trình Di Di cũng bay đến Bắc Kinh mấy lần, mỗi lần đều đến công ty bọn họ. Cũng có người phỏng đoán quan hệ của cô và Lâm Mặc Thần, nhưng ngoài chuyện công việc, hai người dường như không có qua lại gì khác. Hơn nữa, Lâm Mặc Thần chưa bao giờ bay đến thành phố Giang, nên cũng không có ai dị nghị gì. Khi Di Di đến công ty, cũng đã gặp Mộc Hàng Hạ. Lúc ấy, biểu tình của cô ta vô cùng kinh ngạc, nhưng hai người cũng không tiếp xúc nhiều. Qua một lúc, Tiểu Dương dẫn người vào. Dưới ngọn đèn rực rỡ, Di Di tóc dài như thác đổ choàng khăn, trang điểm nhẹ nhàng, mặc một chiếc áo choàng đỏ sậm, dáng vẻ ngời sáng trước mắt người khác. Trinh Tống. Tất cả mọi người chào hỏi cô ta. Có người thân với cô ta cảm thán nói, wow, chị Di Di hôm nay đẹp thật. Di Di cười nhìn quanh một vòng, ánh mắt dừng lại trên người Mộc Hàng Hạ bên cạnh Lâm Mặc Thần, rồi mới dừng lại trên người Lâm Mặc Thần. Jason, hôm nay khai trương cửa hàng thứ hai toàn thắng, chúc mừng anh. Lâm Mặc Thần cười nói, lại đây ngồi đi. Có người đứng dậy, có người ở phía sau lui ra tránh đường. Hàng Hà cũng định chuyển, nhường chỗ bên cạnh Lâm Mặc Thần cho cô ta. Trình Di Di ngồi xuống, cũng không nhìn Mộc Hàng Hà, quay đầu nói chuyện với Lâm Mặc Thần. Hàng Hà nói chuyện với đồng nghiệp bên cạnh, mơ hồ ngửi thấy mùi nước hoa nhàn nhạt trên người Trình Di Di. Tiếng nói của cô với Lâm Mặc Thần cũng rõ ràng truyền đến. Sư ca, chúc mừng anh. Cảm ơn. Em cũng mang tin tốt đến đây. Doanh số của Phong Thần trong hệ thống Vĩnh Chính tháng này lại tăng 15%. Sư ca, anh cảm tạ em thế nào đây? Em muốn cảm tạ như thế nào? Nếu không, anh tặng em một bộ sản phẩm mới của Phong Thần trong quý này. Chỉ có vậy thôi sao? Sư ca, anh đúng là biết tính toán, lại còn tiết kiệm nữa. Có phải em sẽ trở thành quảng cáo sống cho các anh không? À. Hàng Hạ đứng dậy đi ra ngoài. Cô dựa lưng vào hành lang. Giờ lúc có người đi tới, cô quay đầu là một đồng nghiệp nam ở bộ phận thiết kế, 25-26 tuổi, cao gầy nhã nhặn, uống đến mức mặt đã đỏ, ánh mắt lóe sáng nhìn cô. Hàng Hạ mỉm cười với anh ta. Hàng Hạ, cô ở chỗ này à, sao không đi vào? Tôi hít thở không khí một chút. À, đồng nghiệp này là điển hình cho con trai ngành kỹ thuật, đứng bên cạnh cô cùng ngắm sao trời, muốn nói lại thôi. Hàng Hạ, hiện tại cô có bạn trai không? Ngay cả tai anh ta cũng đã đỏ lên. Trong lòng cô hơi hồi hộp.
Khi học trung học, cô cũng từng được mấy người tỏ tình, nhưng mấy năm nay dường như không có. Không hiểu sao cô cũng bắt đầu khẩn trương. Hả? Tôi rất thích cô có thể cân nhắc. Tiếng nói của anh ta rất thấp nhưng chân thật. Mặt cô thì cũng đã đỏ lên rồi, nói một cách công bằng. Đồng nghiệp nam này thực sự rất tốt, tốt nghiệp trường danh tiếng, năng lực vô cùng giỏi. Thái độ làm người kiên định dịu dàng. Trước đó cô chưa từng nghĩ tới người như vậy sẽ thổ lộ với mình. Cô quay đầu nhìn anh định lên tiếng, lại liếc mắt thoáng nhìn hai người phía sau tấm kính thủy tinh. Không biết từ lúc nào Lâm Mặc Thần hai tay đút trong túi quan sát bọn họ. Không, chính xác là đang nhìn cô. Ngọn đèn mờ chiếu vào khuôn mặt lạnh lùng của anh ta. Nơi này cách ghế lô rất xa, tại sao anh ta lại nhìn ra đây? Tuy vậy ánh mắt anh chàng đồng nghiệp vẫn còn nóng bỏng nhìn cô. Hằng Hà chuyển tầm mắt nhìn người trước mặt vô cùng có lỗi nói: Cảm ơn anh, xin lỗi. Người đồng nghiệp thất vọng bỏ đi, xung quanh trở nên yên lặng. Không hiểu sao, tim cô lại đập thình thịch, giống như mấy ngôi sao thưa thớt trên đầu, vừa sáng vừa lạnh, không tiếng động đập mạnh. Cô xoay người, đẩy cửa ra, lại phát hiện không còn thấy bóng dáng Lâm Mặc Thần. Cô nghĩ không biết anh ta còn quay về ghế lô không, mới đi được mấy bước, lại thấy một căn phòng nhỏ bên trái cửa khép hờ, bên trong truyền ra tiếng người nôn mửa. Cô ló đầu vào thấy bóng dáng anh, hai tay anh đặt trên bồn rửa, cúi đầu sắc mặt tái nhợt. Đó là một phòng nghỉ, chứ không phải phòng KTV. Hằng Hà vội đẩy cửa đi vào, đi đến bên cạnh anh ta. Anh sao vậy? Không uống được rượu thì nên uống ít đi chứ. Lâm Mặc Thần dù đã say rượu, nhưng phong thái vẫn rất tao nhã. Anh cầm lấy chiếc khăn mặt bên cạnh, khẽ lau khóe miệng, sau đó thản nhiên nói. Tôi thực sự không thích uống rượu. Nhưng trong nước lại chú ý đến văn hóa rượu, cho dù là việc công hay tư. Đối với cấp dưới của tôi, nếu tôi không thật lòng đối đãi, làm sao khiến cho bọn họ cam tâm tình nguyện bán mạng cho tôi đây? Lời này rất có ý tứ, nhưng Hằng Hà nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng của anh trở nên trắng bệch, nghĩ thầm, không biết anh ta rốt cuộc có say hay không? Trình Di Di còn ở ghế lô, anh không quay về sao? Anh thản nhiên nói, cô ấy thích ở thì ở. Còn tôi không phải là người hầu rượu. Hằng Hà không nhìn được cười, nhìn sắc mặt anh thực sự không tốt lắm. Bước đến bình nước, muốn rót cho anh ta một cốc nước ấm. Lúc này lại nghe anh lên tiếng. Tại sao không tiếp nhận cậu ta? Cô xoay người đi đến bên cạnh anh, khẽ nói. Tôi không thích anh ta. Anh mở mắt ra, không nhận nước trong tay cô, tiếng nói đã say hơi khàn. Vậy cô thích ai? Cô im lặng một lát, chỉ cười không nói. Anh nhìn nụ cười nhạt trên miệng cô, chợt bắt lấy tay cô, kéo cô vào trong lòng. Cô giật mình, cảm thấy tay anh ta khóa chặt bên hông cô, còn trong lòng anh ta là hơi thở ấm áp pha lẫn mùi rượu. Trong khoảnh khắc đó, thế giới của cô trở nên yên tĩnh. Giây tiếp theo, anh buông cô ra, nằm xuống sofa. Hằng Hà như đang nằm mộng, và lúc này, cô xác định được anh đã thực sự say, bởi vì anh bình tĩnh nở nụ cười rất lạnh nhạt, giống như mỗi lần khi anh ra quyết sách buôn bán, bộ dáng sát phạt quyết đoán. Anh nói, Mộc Hằng Hà, đừng yêu tôi, cũng đừng hấp dẫn tôi, bởi vì chúng ta không xứng với nhau. Bởi vì say rượu nên Lâm Mặc Thần hơi đau đầu, nhưng trong lòng anh vẫn rất vui vẻ. Bởi vì hai cửa hàng đã đi theo quỹ đạo thành công trong kế hoạch. Chúng tạo ra hiệu ứng chấn động trong giới kinh doanh trang phục ở Bắc Kinh. Kinh doanh ở mỗi cửa hàng đều vượt xa những nhãn hiệu khác. Hiện tại, mỗi ngày lợi nhuận đều rất khả quan, như quả cầu tuyết tiến vào túi anh ta. Khi anh đến công ty, chú ý tới Hằng Hà còn chưa tới. Trước kia mỗi ngày cô đều tới sớm hơn so với anh. Lâm Mặc Thần ngồi trong văn phòng uống cà phê một lúc. Cách cửa kính, nhìn thấy Hằng Hà vẻ mặt giống như sương lạnh đi vào. Anh nhìn cô chăm chú, cô không nhìn về phía anh, tháo khăn quàng cổ xuống, khi nói chuyện với đồng nghiệp bên cạnh mới lộ ra ý cười ấm áp. Giọng nói của cô mơ hồ truyền vào. Đúng vậy, bên ngoài quá lạnh. Quá ra là do lạnh. Lâm Mặc Thần dời ánh mắt, nhưng cũng không quá lâu, anh phát hiện ra sự bất thường. Cho dù mấy lần dặn dò cô làm việc, hiệu suất của cô vẫn cao, vẫn tươi cười như trước, nhưng hôm nay cô không nhìn vào mắt anh.
Tới gần giữa trưa, văn phòng vắng người, Lâm Mặc Thần cầm lấy điện thoại nội bộ gọi cho cô. Vào đây. Cô ngơ ngác một lát mới vào văn phòng của anh, ngẩng đầu cười. Jason, có chuyện gì? Anh nhìn cô chằm chằm. Tối hôm qua, tôi có nói gì với cô không? Bốn mắt hai người chăm chú nhìn nhau, ánh mắt anh vô cùng bức người. Hằng Hà từ từ quay đầu sang một bên, lộ ra ý cười tự giễu. Anh nói biểu hiện làm việc của tôi chưa đủ tốt. Tuy tửu lượng của Lâm Mặc Thần bình thường, chất lượng rượu cũng tốt. Sau khi uống say hiếm khi buộc miệng. Chuyện xảy ra tối hôm qua, anh quả thực không nhớ rõ. Chỉ nhớ mang máng có ở trong một căn phòng với một Hằng Hà. Thấy da mặt cô thản nhiên, trong mắt cũng ẩn giấu sự bướng bỉnh uất ức. Nên anh tạm thời tin cô. Vì thế anh thản nhiên nở nụ cười, nói. Ông chủ phê bình, còn tức giận sao? Không được sao? Không được. Cô khẽ chật một tiếng. Anh nhìn thấy trong mắt cô dường như còn che giấu cảm xúc gì đó. Im lặng một lát, lại lên tiếng. Là tôi sau khi say rượu lỡ miệng, chỉ là nói đùa với cô thôi. Biểu hiện làm việc của cô không tồi, nhưng còn có thể tốt hơn, hiểu không? Hiếm khi anh lại nói dịu dàng như vậy. Lòng cô giống như được thứ gì đó nhẹ nhàng chạm vào. Cô căng thẳng trong chốc lát, bật cười. Biết rồi. Anh nhìn thấy lúm đồng tiền của cô, trong lòng cũng hơi vui vẻ. Cuối tuần theo tôi đi đến thành phố Lâm. Thành phố Lâm? Đúng, thành phố Lâm ở khu vực Tây Nam rộng lớn, đi mở cửa hàng. Vừa xếp lại tập 7 Mạc Phụ Hằng Hà. Hẹn gặp lại các bạn tại truyện audio Lê Duyên Duyên Lê dạo kỳ sau. Và bây giờ chào tạm biệt.